Kiến thức về loài rắn này sẽ cứu sống bạn một ngày nào đó. Đây là hai loài rắn có vẻ ngoài cực kỳ giống nhau, đó là rắn vua và rắn san hô. Rắn vua thì hoàn toàn không có độc, còn rắn san hô có thể tiễn bạn đi chỉ với một phát cắn. Cách để phân biệt chúng ở đây, đó là rắn vua đầu sẽ có màu đen, đỏ và vàng, còn rắn san hô chưa độc thì đầu sẽ chỉ có màu đen và màu vàng. Phần đuôi của rắn vua sẽ xen kẽ đủ ba màu đen, đỏ, vàng, còn rắn san hô cũng chỉ có màu đen và màu vàng. Vậy bạn có phân biệt được con rắn trong video này là rắn có độc hay không có độc không?